Chào tất cả mọi người. Hôm nay em nhà vườn em xin giới thiệu cái giống chuối tiêu hồng bên nhà em này. Đấy, cái khoảng cách trồng thì em trồng là 2 mét một cây, cây 2 mét, hàng cách hàng cũng là 2 mét. Đấy, cái chuối này thì trồng được 4 tháng này này. Đấy, đã lên được chừng này rồi. Đấy thì em đây thì trồng thì cái chuối này thì em trồng là trồng từ cây con đánh từ mẹ ra, thì em trồng cùng một loạt thì nó lên đều. Thì em đào hố là đào hố 40 x 40 và sâu 40. Vì nó là đất đồi nên là em đào hố nó to hơn. Thì cái chuối này ấy, thì nó rơi vào khoảng 6 tháng. Chuối tiêu này từ 6 tháng tới 8 tháng là nó sẽ chỗ buồng. Khung thời vụ trồng thì trồng từ tháng 2, 15 tháng 2 đến 15 tháng 3 thì là miền Bắc. Là mình trồng thì nó sẽ chỗ vào tháng trung tuần tháng 8 đến trung tuần tháng 9 thì mình bán vào Tết. Còn như ở trong Nam ấy thì trồng thì lúc nào trồng cũng được. Vì trong Nam nó chỉ có hai mùa, một mùa mưa và một mùa khô. Thì trồng lúc nào cũng được. Còn trồng thì tùy cây, cây to cây bé. Nếu mà trồng ấy thì trồng cây to thì trồng về một khu vực. Trồng cây giò thì trồng về một khu vực, mà trồng cây bé thì trồng về một khu vực, để khi mà mình chăm sóc ấy thì cho nó dễ. Khi mà mình trồng ấy thì trồng chay, không nên trồng phân phước gì cả. Như bên nhà em ấy là em cứ trồng chay, xong rồi là đến một tháng sau thì em bón phân, thì bón là 1 cân lân cho 40 gốc, bón rắc vòng quanh cách gốc 20 phân. Nhớ là rắc vòng quanh và cách gốc 20 phân, khỏi là khi lúc là rễ nó còn non, là phân nó ngấm xuống nhiều, là rễ nó sót, là nó sẽ làm kém cái rễ đấy phát triển. 20 ngày sau thì bắt đầu là trộn 1 cân đạm 1 cân lân, bón cho 40 gốc, cũng bón cách gốc là 20 phân, rắc vòng quanh. Đấy, cứ thế là xong. Vài tháng sau thì bắt đầu là mình sẽ tiến hành là bón tăng lượng phân lên để cho cây nó to, nó phát triển thì là nó sẽ ăn được. Đấy, bãi chuối này là toàn bộ em là trồng từ cây mẹ, đánh cây con từ mẹ ra này, đều chăm chẳng luôn. Đấy thì bên nhà vườn em là có bán giống. Nếu mà bác nào mà có nhu cầu mua chuối giống ấy thì cứ alo cho em theo số điện thoại là 0779 335 899, em tên là Thảo. Còn bác nào cần học hỏi kinh nghiệm hoặc tư vấn trao đổi kỹ thuật thì em thì em cũng không giỏi, nhưng mà nói chung là cái em cũng có biết. Đấy thì cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thôi. Chào tất cả các bác nhé.